Trí xin chào cả nhà. Hôm nay do không phát kịp cỏ mà trời mưa quá thì Trí mai phải đi làm. Nên hôm nay Trí tiếp tục lại vô phân cái cà nhỏ này, cái cà lỡ này. Thì cô chú anh chị mình nhắn tin hỏi rất là nhiều giai đoạn này trồng cà mới á. Thì cô chú anh chị mình hỏi là bây giờ cà nhỏ thì bón phân như thế nào? Thì hôm nay Trí sẽ trả lời cho cô chú anh chị mình ba câu hỏi sau. Trong trường hợp cô chú anh chị hoặc nhà mình là cần Trí hỗ trợ tư vấn vấn đề gì thì nhà mình liên hệ qua số điện thoại này cho Trí nhé, nhắn tin qua Zalo, đây là số Zalo của Trí luôn, để Trí tư vấn tất cả các loại cây trồng. Bên cạnh đó là muốn sử dụng là cái sản phẩm humic của Trí đang dùng đây thì nhà mình cũng có thể liên hệ, vì cái chất lượng của nó cả nhà mình cứ yên tâm, Trí sử dụng chất lượng trên vườn của Trí như thế nào thì nhà mình nhận lại được chất lượng y như vậy, không có phải là vấn đề gì hết á. Một là chăm sóc bón phân cho cái cây cà nhỏ mới trồng, thì cà nhỏ như mình thấy Trí trồng cái cây trồng dặm lại thấy cái cặp lá thứ hai nó đi đã chưa, nó đỏ đỏ tươi như thế này, có nghĩa là cái cây bộ rễ nó rất là khỏe. Là cái quan trọng là thứ nhất là cà sau khi trồng là nhà mình phải cố gắng là để tủ cỏ và tuyệt đối không được để uống nước ở trong giai đoạn này, còn phân bón từ cái giai đoạn cà nhỏ này cho tới cà kiến thiết cơ bản trước khi mang trái thì nó sẽ như thế nào. Thì đối với phân bón thì do mưa nên Trí không có ra cái bảng ngoài, đi lấy cái bảng gỗ này cũng được nha, cả nhà mình rất là mong cả nhà mình thông cảm. Thì đối với phân bón á, đối với cà phê kiến thiết cơ bản giai đoạn đầu cả nhà mình chủ yếu thấy là chủ yếu nó phát triển cành nhánh và rễ thôi, cho nó không mang quả nên chúng ta chọn những cái công thức có hàm lượng đạm cao một chút. Đối với cái cà phê mà chúng ta đã có bón lót lân rồi thì khi mới trồng chúng ta sử dụng các công thức phân NPK mùa khô như là 20-7-7 hoặc 20-5-6 hoặc 30-10-10, chúng ta trộn humic chúng ta đánh. Đây là đối với cái phân là với cái cà phê đã có bón lót lân rồi cả nhà nhé, thì chúng ta chọn 30-10-10 hoặc là 20-7-7 hoặc là 20-5-6, chúng ta trộn humic chúng ta rải với cái lượng rải là 1 kg cho 20-25 cây đó. Còn trong trường hợp cà phê nhà mình trồng chay á, trồng chay là chúng ta sử dụng DAP, DAP để chúng ta bón cũng lượng như vậy, chúng ta trộn humic chúng ta đánh thời điểm này là đánh mưa như thế này, chúng ta không cần phải hòa nước ra để chúng ta đánh đâu. Đối với cái cà phê năm thứ hai sau năm thứ nhất, cái lượng bón đây là cứ khoảng hơn một tháng chúng ta bón lại một lần, chúng ta nhử một ít để cho cây nó phát triển mạnh. Còn đối với cà phê năm thứ hai á, là chúng ta sử dụng cũng là NPK mùa khô này chúng ta bón chứ không cần phải đổi đâu. NPK mùa khô chúng ta bón với một lượng là 1 kg từ 5 đến 7 cây, nhưng mà lưu ý là chúng ta bón tới tháng 9 thôi, có nghĩa là tháng 9 của năm thứ hai á, là đối với cà phê của anh chị nào mà trồng năm ngoái thì tháng 9 năm này chúng ta phải sử dụng cái công thức là 16-8-16, chúng ta bón 2 lần, tháng 9 chúng ta bón 1 lần, tháng 10 chúng ta bón 1 lần. Để làm gì? Để chúng ta lấy cái cây kali cao đây này chuyển cây vào ở trạng thái đẻ, có nghĩa là mang bông, mang trái. Nếu mà trong trường hợp mà cô chú anh chị mình năm thứ hai mà chúng ta đảo sang công thức phân này, chúng ta bón sớm quá thì cái cây cà tơ chúng ta là xu thế nó trổ hoa không đều anh chị ha. Do đó chúng ta sử dụng những cái công thức phân bón đạm cao như thế này, chúng ta ém cái hoa lại để cho nó phân hóa nó hoa đều hơn, sau đó qua tháng 9 là chúng ta quay về lại cái công thức phân này. Và anh chị mình lưu ý là sau khi trồng xong khoảng 3 đến 5 ngày thì chúng ta vô một lượt thuốc sâu với thuốc nấm. Cái quan trọng nhất là thuốc nấm đây cả nhà, để nó chống cái bệnh thối nước thân ở trên cây cà phê ấy, là nó rất là nhiều. Với là khi chúng ta xịt ướt thân với xịt ngay cái cổ rễ đây nữa nha, để tránh cái bệnh, phòng cái bệnh lỡ cổ rễ này. Cái này là phòng mối với sâu sùng dế là nó ăn cái cây của chúng ta. Thêm một cái nữa là có một cái này rất là quan trọng đó, đối với những anh chị nào mà trồng cái cà phê ghép mà chúng ta mua ở ngoài về chúng ta trồng á, mà nó cái cành nó lằng ngoằng, mà chúng ta mới trồng mà cái cành nó quá lằng ngoằng, bởi vì khi họ ghép cái chồi nó to thì anh chị mình bấm bớt một cái cặp cành này cho Trí, hoặc là bấm luôn cái cặp cành này cũng được. Vì sao? Khi mà chúng ta mới trồng ra là bộ rễ nó chưa ổn định á, mà nó phải nuôi những cái cành này, thì những cái cành này trở thành ăn bám thì làm cho cái việc đi ngọn của cây cà phê rất là chậm và chậm phục hồi. Do đó là chúng ta bấm bỏ đi những cái cành ăn bám. Thì như anh chị nói là những cái cành này để kích thích ra rễ, trường hợp đúng nhưng không sai. Nhưng mà trường hợp này là sai nha, là không đúng. Do đó là chúng ta phải bấm bớt, bỏ bớt cành ăn bám đi. Vì những cái cành này sau cũng không cho quả. Do đó chúng ta bấm bớt để làm gì? Toàn bộ dinh dưỡng nó tập trung nó nuôi cái cây. Do đó bộ rễ nó chưa ổn định á. Thì như vậy thì cái cây của chúng ta sẽ nhanh phục hồi hơn. Còn trường hợp này đối với dây ghép này cả nhà,
Do đó khi chúng ta trồng xong mà khi cái ngọn này nó đi được một tầng lá, có nghĩa là khi đó là cái vết ghép này đã ổn định. Thực tế là khi chúng ta mua về chúng ta mang đi trồng thì nó đã lành rồi. Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển á, chỉ sợ là mọi người vận chuyển là cái cây nó, cái ngọn nó dài quá, nó sẽ vướng tới vướng lui thì nó sẽ nhả mắc ghép. Do đó Trí khuyên mọi người nên để cho nó đi một tầng ngọn. Đi một tầng ngọn xong là chúng ta tháo ra là ok, nó cực kỳ ok. Và lưu ý là khi tháo xong nếu tốt là chúng ta phun lại một lần thuốc nấm ở trên chỗ này này. Vì đây là những cái vết thương hở ở đây là nấm thối nước thân nó tấn công vào nhanh lắm. Nha cả nhà, mình lưu ý chỗ đó cho Trí. Thì đây cả nhà mình thấy sau khi khoảng 14 ngày. Mới 4 ngày phát mà nhà mình thấy cỏ nó đã lên lại rồi, nó xanh đều lại. Chính như thế này đây. Đây là một cái biện pháp chăm sóc cà nhỏ. Cà kiến thiết cơ bản chúng ta giúp cái đất của chúng ta nó phục hồi. Đây là một cái biện pháp cực kỳ đơn giản, Trí nghĩ là không có thể là không có ai không làm được hết cả. Chúng ta để cỏ như thế này, cỏ. Đấy, và sau đó khi mà chúng ta phát cỏ là đưa hết cỏ vào trong cái hố cà. Đây chính là hữu cơ, đây là một trong những cái biện pháp chăm sóc cà mới trồng đây cả nhà. Đấy, đưa cỏ vô trong đây để làm gì? Để làm cho đất tơi xốp. Xốp là gì? Nó thoát nước. Khi thoát nước được thì sẽ có oxy nhiều. Thì có oxy nhiều thì dẫn tới cây phát triển tốt. Nên cả nhà mình thấy cái đỏ, cây cà nhỏ nào đỏ mà ngọn cũng đỏ lừ ấy. Do đó, đó là cái quan trọng thứ nhất. Phải làm sao? Là phải thoát nước tuyệt đối ở dưới gốc cà nhỏ nha. Cái đây là cái quan trọng nhất, là phải thoát nước tuyệt đối. Là cái nhất đối với cà nhỏ. Cái thứ hai về phân bón. Thứ hai, Trí sẽ hướng dẫn cả nhà mình cái dấu hiệu nhận biết của từng nguyên nhân gây rụng quả ở trên cây cà phê. Có nghĩa là với cái đặc điểm hình thái của quả cà phê rụng như thế này thì nó do nguyên nhân gì? Thì các nguyên nhân gây rụng quả thì Trí đã chia sẻ cả nhà mình tham khảo lại. Nhưng mà để đánh giá có nghĩa là rụng đây là do nguyên nhân gì thì Trí sẽ chia sẻ trong clip này hôm nay. Thì anh chị mình theo dõi được cái clip này thì anh chị mình có thể quan sát ở trên vườn và xác định nguyên nhân gây rụng quả đó là do các tác nhân nào cả nhà. Đối với các cái dấu hiệu của cái việc rụng trái thì ở đây Trí có một số cái hình ảnh sau cả nhà. Thì cả nhà mình thấy cái trường hợp này là nó bị vàng, trái còn nhỏ, vàng và rụng. Cái trường hợp này là nguyên nhân chính là do một là nó không thụ phấn. Hai nữa do nó trổ quá muộn, khi nó lớn lên là do bị các cái trái khác. Trái lớn là nó sẽ rút dinh dưỡng, trái này không phát triển được, rụng cả nhà nhé. Do đó là khi chúng ta thấy trên một cái chùm như vậy những cái quả nào bị vàng là nguyên nhân là do... là cái hiện tượng cạnh tranh dinh dưỡng, hoặc là nếu mà trong trường hợp còn nhỏ như thế này á là do bị không được thụ phấn. Cái thứ hai nữa cho thấy cái quả nó lớn mà nó rụng là chúng ta thấy gần như là cái cuống quả nó màu đen này, cái chùm quả màu đen đó, cái này là rụng là do nấm nhé cả nhà nhé. Do đó chúng ta thấy xác định nguyên nhân. Cái thứ ba nữa cả nhà mình thấy cái quả cà phê nó to nó lớn nó to, nhưng mà cuối cùng nó dấu hiệu bị chín ép á, là nguyên nhân đây là cạnh tranh dinh dưỡng ha. Nguyên nhân cạnh tranh dinh dưỡng ở đây không phải do việc là chúng ta không bón phân, nhưng mà có thể trên một chùm như vậy có những cái quả lớn hơn, nó kéo dinh dưỡng lại cho những cái quả này, thì những cái quả này không thể nào phát triển được, dẫn tới rụng. Hoặc là chúng ta bón phân lúc ở trời mưa dầm như thế này là cái cây không lấy được dinh dưỡng ấy, thì nó vẫn ưu tiên những cái quả to hơn. Cái trường hợp thứ tư nữa là cả nhà mình thấy những cái quả cà phê nó bị nứt ra và nó rụng xuống. Cái trường hợp này do cái trường sẽ diễn ra nhiều trong cái thời điểm mưa dầm này nhá. Do cái thời lượng nước ở trong cây nó quá nhiều thì dẫn tới những cái quả này nó ngậm nước, nó ngậm to no nước, dẫn tới trương nước, hiện tượng trương nước á, là nó bị nứt cuốn quả và nó rụng. Cái hiện tượng này là do nguyên nhân là thiếu canxi nhé cả nhà. Thiếu canxi dẫn tới cái cuốn quả hoặc là thành vách tế bào nó không được dai, dẫn tới nó trương nước và nó rụng. Còn một cái trường hợp thứ năm đây nè, cả nhà mình thấy cái quả cà phê rất là đẹp, nhờ xanh tươi đẹp nhưng mà vẫn bị rụng. Nguyên nhân là do cái cạnh tranh về không gian nhé. Cái này do cạnh tranh về không gian. Cái khi mà chật chội quá thì cái cây cà phê nó sẽ tự đào thải, nó kéo cuốn quả ra, thì giúp cho những cái quả nào lớn hơn thì nó giữ lại, còn những cái quả nào nhỏ thì nó sẽ bị rụng đi. Thì cái trường hợp này, với cái trường hợp này gần như là do hiện tượng thiếu canxi là phần nhiều. Do đó là khi chúng ta nhận diện được các cái nguyên nhân này để chúng ta đưa ra các giải pháp phòng chống của nó cho hợp lý. Ví dụ như thế này, trường hợp này là không thể nào. Trường hợp này chúng ta phun thuốc nấm, trường hợp này chúng ta bổ sung thêm dinh dưỡng, trường hợp này chúng ta sử dụng thêm canxi bo hoặc là bổ sung vôi để giúp cho cái quả nó hạn chế rụng. Cuối cùng là cái lời khuyên đối với cô chú anh chị mình mà đang đã cào bồn ra chúng ta bón phân, thì nó như thế này, nó sẽ xảy ra một cái trường hợp sau những cái trận mưa này là nó sẽ xảy ra cái trường hợp là rụng quả hàng loạt cả nhà nhé.
rụng cả hàng loạt. Nguyên nhân là cái nước ở trong đất nó nhiều quá, cái rễ của chúng ta nó không lấy được oxy, dẫn tới cái quá trình tổng hợp và phân giải dinh dưỡng ở trong cây, quá trình trao đổi trong năng lượng ở trong cây không diễn ra được, mặc dù chúng ta bón phân rất là nhiều, dẫn tới có nghĩa là thiếu phân đột ngột ở trên cây trồng. Do đó là sau những cái trận mưa này xong, kéo dài khoảng một tuần này, thì cả nhà mình có thể cân đối, xem xét và phun một lượt phân bón lá có hàm lượng đạm cao để cung cấp cái dinh dưỡng ngay tức thì luôn qua cái dàn lá này, để giúp cho nó bổ sung dinh dưỡng một cách nhanh chóng nhất, giúp cho cái cây trồng của chúng ta là đủ cái dinh dưỡng đi từ lá này đi vào trong nuôi quả, thì nó sẽ giảm rụng hơn so với cái việc là chúng ta cứ để im như vậy để cái cây nó lấy cái dinh dưỡng từ dưới đất lên. Thì đối với cái cà phê nhỏ nhà Trí vẫn ưu tiên sử dụng NPK màu khô đây cả nhà nhé, nhưng mà với fumix thì không thể nào thiếu được. Vì anh chị mình biết cà phê tái canh á, cái đất chúng ta đã bị chai rồi, nó độ cái nền hữu cơ của nó cực kỳ thấp, thì chúng ta bổ sung fumix chính là cái hữu cơ của nó đấy. Thì với cái cà đó một gốc này, một con này cỡ tầm một lạng rưỡi cả nhà nhé, một con một lạng rưỡi chứ không có bón nhiều, chỉ bón tầm lạng rưỡi thôi, vì cái hữu dụng của phân bón của chúng ta, cái humic này nó đã làm gia tăng rồi. Thay vì không có humic phải bón 2,5 lạng hoặc 3 lạng, nhưng mà có humic thì cái humic nó đã làm gia tăng cái hiệu quả sử dụng phân bón của cây trồng của chúng ta rồi. Thì chúng ta cứ trộn như vậy xong túm miệng này. Đây, sau khi lắc xong rồi, hơn 2 bao, cỡ tầm 2 bao rưỡi cả nhà. Thì 800 cây bón như vậy. Trời cũng sắp mưa rồi mà không biết bón đâu dính mưa, mưa nó hơi nhép nhép phần này. Tuy nhiên lao động là vinh quang cả nhà. Khà 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 như thế này thì có mưa to cỡ mấy cũng không bao giờ ước được đâu. Đấy. Rồi, tới Trí đi bón đây cả nhà, hẹn nhà mình một clip sau. Ở đây anh chị mình thấy, tính ra nhìn có thấy humic gì đâu. Trộn lên vì cái lượng nó quá ít nên không thấy gì hết á. Cái này là NPK mùa khô, còn lại Trí trộn mua chung luôn nha cả nhà nhé. Thì đây nha, mà khi bón xuống cả nhà mình thấy này, thế giờ nó hút ẩm đây anh chị mình thấy đấy, nó đen, gặp nước tới đâu nó loang tới, nó có nghĩa là đen đen thui vậy, rất là sướng luôn đó. Cái độ mùn đây, đây là chính là cái khả năng giữ keo đất của đây, đây là chính là keo đất của đấy, cả nhà mình thấy nó đen thui vậy. Nên Trí mới nói là mọi người có nói Trí có chê có ghét gì chăng nữa, thì Trí vẫn nói là cái humic là không bao giờ thay thế được. Trí nói thật sự là không bao giờ có thể thay thế được các loại khác nhé. Vì cái humic là sự sống của đất, giống như trên chị em phụ nữ collagen á, là sự sống của da, làm cho da đẹp. Thì humic chính ở trong đất nó cũng có chức năng như vậy. Không có cái gì có thể thay thế được humic á. Nếu mà chúng ta bỏng phân chuồng, nếu anh chị mình có phân dê, phân bò, gọi là phân chuồng, phân động vật ăn cỏ, thì chúng ta không cần dùng humic nhé cả nhà. Điều đó không cần dùng. Nếu nhà mình dùng thêm càng tốt. Vì cái humic này cũng sinh ra từ phân chuồng chứ không phải từ gì cả hết á. Thì chúng ta bón cái này thì chúng ta để cỏ, để như thế này để bổ sung cái hữu cơ cho nó là quá tuyệt vời rồi. Đây cả nhà mình thấy nó đen thui, đen nhánh này. Vẹ. Quăng quăng hơn 2 tiếng đồng hồ xong anh chị. Đây anh chị mình thấy. Đấy. Cái này mà cuối năm này mà anh cho bông toàn bộ cái vàng này thôi chứ cũng vật vã cả nhà. Đó, Trí nói là bây giờ chưa có vô phân có kali cao nên cả nhà mình thấy cái mắt ngủ, cái mầm hoa nó vẫn nằm im ha. Đấy. Nếu mà bây giờ mà nhà mình mà chuyển sang NPK 16 một cái là nó bật mầm hoa ra ngay. Do đó nhà mình khoan đã tầm tháng 9, giữa cuối tháng 9 thì mới vô phân. Vì bản thân cái cây cà tơ nó rất là sung, mà chúng ta đảo phân một phát là nó sẽ bung hoa ra ngay luôn á. Do đó là cả nhà mình cứ từ từ khoan đã nha. Rồi Trí dừng lại đây.